Có bao giờ bạn quá mệt mỏi với cuộc sống xô bồ nơi thành phố nhộn nhịp? Có bao giờ bạn muốn mình chậm lại một chút, lùi về phía sau để chậm rãi nhìn vào bản thân mình, yêu thương bản thân mình hơn? Bạn sẽ dành một ngày cuối tuần ngồi bên một tách trà nóng, tự thưởng cho bản thân những phút giây thư giãn hay tận hưởng những dịch vụ chăm sóc sức khỏe, sắc vóc, chuyên nghiệp. Nếu đó là những mong muốn của bạn, thì khu tổ hợp chăm sóc sức khỏe ăn uống và vui chơi giải trí, chăm spa và massage quả là một nơi dành riêng cho bạn, một địa điểm lý tưởng để sống khỏe, sống đẹp và sống chất lượng. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Đà Nẵng cuối tuần của Đài Phát thanh Truyền Đà Nẵng. Quả thật trong cuộc sống bận rộn hiện đại ngày nay thì nhu cầu được thư giãn, chăm sóc sức khỏe sau những ngày làm việc bộn bề là một nhu cầu mà được nhiều người dân tìm đến. Chính vì thế, tổ hợp chăm sóc sức khỏe, thư giãn, giải trí, chăm spa and massage đã ra đời. Và hôm nay xin mời quý vị hãy cùng Minh Kim tận hưởng một ngày cuối tuần thật đẹp tại chăm nhé. Tọa lạc tại khu đô thị Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng, chăm spa và massage có vị trí đẹp giúp khách hàng dễ dàng tìm thấy. Một điểm nổi bật tại chăm chính là không gian ở đây cực rộng rãi, thoáng đãng, tổng diện tích lên đến 4.000 m². Kiến trúc của chăm được thiết kế toàn bộ theo phong cách chăm ba cổ kính, sang trọng và đẳng cấp. Từng khu vực được chia ra hợp lý, gồm 3 khu vực chính: nhà hàng, spa, massage. Bên cạnh đó, các tiện ích đi kèm tại chăm gồm có khu vui chơi trẻ em, hồ bơi, hồ cá koi. Có lẽ điều làm Minh Kim ấn tượng nhất khi đến với tổ hợp nghỉ dưỡng này là lối kiến trúc chăm ba tại đây. Những bức tượng, những bức phù điêu mang kiến trúc và tinh thần chăm ba là chắc hẳn sẽ cho chúng ta những bức ảnh đẹp. Chỉ cần giơ điện thoại lên là chúng ta cũng đã có những bức ảnh sống ảo rồi đấy ạ. Chăm spa và massage đem đến cho bạn những cảm nhận tinh tế và ấn tượng từ không gian yên tĩnh, mang dáng dấp của một bảo tàng chứng tích thu nhỏ, tái hiện sống động những nét văn hóa đặc trưng lâu đời của chăm cổ Việt xưa. Thiết kế phá cách, riêng biệt với nhiều bức tượng phụ nữ Apsara được mạ vàng 100%, tạo nên một tổng thể hài hòa, vừa cổ kính lại vô cùng sang trọng.
Sau khi thư giãn với dịch vụ spa và massage thì quý khách có thể di chuyển ra khu vực cà phê và nhà hàng tại Chăm. Với ưu thế là khu vực cà phê và nhà hàng rất là rộng rãi, cùng với những góc sống ảo rất là đẹp và rất nhiều tiện ích đi kèm, thì có thể làm hài lòng bất kỳ ai muốn ghé thăm. Và bây giờ thì Kim đang ngồi với anh Huy, giám đốc điều hành Chăm Spa và Massage. Chào Kim và chào quý vị khán giả của đài truyền hình Đà Nẵng TV. Hôm nay rất là một ngày rất là tuyệt vời để có thể ngồi cùng trao đổi với Kim về cái khu tổ hợp chăm sóc sức khỏe của Đà Nẵng. Dạ vâng, thì anh Huy có thể chia sẻ những ý tưởng nào mà mình xây dựng nên khu tổ hợp này? Thực ra thì ý tưởng ban đầu của Chăm Spa đó là muốn có một cái khu vực, một cái khu giống như tổ hợp dùng để chăm sóc sức khỏe cho mọi đối tượng trên cái địa bàn thành phố Đà Nẵng nói riêng và khu vực miền Trung Tây Nguyên nói chung. Thì ở đây Chăm Spa luôn hướng định hướng phát triển đến những cái truyền thống, tức là chăm sóc sức khỏe truyền thống kết hợp với lại hiện đại để tạo cho cái người về các cái đối tượng người sử dụng những cái tiện ích tốt nhất, đem lại cái sức khỏe và thư giãn sau những cái ngày mệt mỏi vì công việc, vân vân. Dạ vâng, mình Kim thấy một điểm khác biệt giữa Chăm Spa với các spa khác ở Đà Nẵng, tức là ở mình là một không những spa và massage mà còn là một tổ hợp cà phê, nhà hàng, và du khách đến đây không chỉ để massage thư giãn mà còn là tận hưởng trong một không gian rất là rộng và thoáng đẹp như thế này. Thì anh có thể chia sẻ thêm về ý tưởng này ạ? Ok em, thực ra thì như ý ban đầu anh nói với em, anh đang dùng một cái chữ là tổ hợp hay là có thể là gọi là cái thiên đường nghỉ dưỡng. Thì ở đây ngoài cái việc du khách hoặc là khách hàng đến đây người ta sử dụng những cái dịch vụ chăm sóc sức khỏe, thì người ta có thể thư giãn về ẩm thực ở đây, và thứ hai là người ta có thể có những cái không gian người ta để chụp ảnh để lưu lại những cái kỷ niệm sau khi người ta rời khỏi từ Chăm Spa, và đó cũng là cái dấu ấn. Và đặc điểm hơn nữa ở đây là như Kim thấy là mình có một sân khấu ca nhạc live, tức là để cho khán giả được có thể giao lưu với nhau, nó có thể là trao đổi hoặc là giao lưu, có thể là tự mình làm những ca sĩ hoặc có thể lắng nghe những ca sĩ nổi tiếng về hát. Vâng, cảm ơn anh Huy vì những chia sẻ vừa rồi ạ. Cảm ơn Kim rất nhiều, và anh hy vọng là Kim sẽ có một cái ngày trải nghiệm các cái dịch vụ ở đây thật là vui vẻ và hạnh phúc. Được ngồi giữa không gian yên bình và thơ mộng như thế này thì không còn gì tuyệt vời hơn. Quả thật những mô hình tổ hợp ở nghỉ ngơi thư giãn như thế này đã đáp ứng nhu cầu của mọi người và giúp cho du khách có những phút giây thật yên bình và thư thả trong giữa cuộc sống bộn bề. Và đến đây cũng xin khép lại chương trình Đà Nẵng cuối tuần của Đài Phát thanh Truyền Đà Nẵng. Hẹn gặp lại quý vị ở những hành trình tiếp theo.